Đây, giờ khởi động nhá. Nghe lại. Đây là Hà Bưởi Ngon đang xuất cây giống 1 năm tuổi cho khách hàng ở trên Bắc Giang. Này, tôm đỏ, đỏ au luôn này. Đấy. Mời quý vị và con theo dõi chương trình ăn thử bưởi với Hà Bưởi Ngon. Mời bà con. Ăn vào nó không có một tí he đắng nào luôn. Không có một tí nào. Đã đời chưa? Nên là khi giới thiệu quý bà con là khi quý bà con làm được bưởi chất lượng cao thì giá cả thị trường ít bị dao động. Còn khi bà con mà làm chất lượng chưa được ngon thì gọi khách đến thu mua rất là khó, bởi vì khi chúng ta ăn được ngon thì chúng ta mới bán được. Còn khi chúng xài tíu tít mấy trăm quả. Đây, cây này rất là to đẹp rồi. Cuối cùng bây giờ mới ạ, nó ả và tân đấy. Tôm nó rất là bóng. Không, nhà cháu không bán đồ cũ, trước thì cháu bán thôi, nhưng mà đi mua rồi đấy. Không phải kẹp quá, nhưng cái cây bưởi dòng bưởi đây cũng được hả? Được, cây nó khỏe. Ở bên dưới đây đó. Được, được. À.